Tiền Giang Võ Thành Tâm, 34 tuổi, quê thành phố Mỹ Tho, cùng 5 người xông vào quán cà phê chém nam thanh niên vì mâu thuẫn trước đó. Tâm cùng các đồng phạm, 19 đến 30 tuổi, quê ở Tiền Giang và Đồng Tháp, đã bị công an Tiền Giang bắt để điều tra hành vi giết người. Ngày 25 tháng 2, hiện trường vụ chém người một tuần trước. Ảnh An Nam. Theo điều tra ban đầu, Tâm xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Võ Văn Trường, 19 tuổi, ở thành phố Mỹ Tho. Tối một tuần trước, biết Trường đang ngồi uống nước với hai người bạn tại quán cà phê ở thành phố Mỹ Tho, Tâm huy động các thành viên đi thanh toán đối thủ. Cả nhóm bịt khẩu trang, đi trên ba xe máy che biển số, mang dao xông vào quán chém loạn xạ. Anh Trường bị chém đứt lìa bàn tay, cẳng chân cố chạy một đoạn thì gục xuống, tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện. Anh Nam Les Blood Act, oai.